Xin chào các bạn. Hôm nay kênh YouTube Thanh Tú Boss xin mời các bạn theo chân để cùng tham quan một ngọn đồi khá nổi tiếng của huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Đồi Tà Pạ, nơi được mệnh danh là tuyệt tình cốc của tỉnh An Giang. Để cùng chiêm ngưỡng những cái đẹp nơi đây. Xin mời. Đến đây mà không sống ảo thì thật là phí. Và bây giờ tôi xin mời các bạn leo cao hơn để có thể quan sát được cảnh đẹp nơi đây. Đường đi hơi khó nha các bạn, nên chúng ta mang dép hoặc là mang giày đi cho thuận tiện. Những bạn mang guốc cao gót thì nên gỡ ra để cầm, đảm bảo an toàn nhé. Nhưng khi đến nơi thì non xanh nước biếc thu vào tầm mắt của chúng ta. Bao khó nhọc của lữ khách đường xa, vượt đèo dốc dường như tan biến. Giờ đây trước mắt chúng ta chỉ còn là cảnh đẹp hút hồn của hồ nước xanh trong Tà Pạ. Và bây giờ thì tôi xin mời các bạn xuống núi để cùng đi vào lòng hồ nhé. Ở đây thì các bạn có thể dễ dàng tiếp cận với mặt nước xanh trong thơ mộng của hồ Tà Pạ. Các bạn có thể đứng chụp hình, quay phim và thậm chí có thể hòa vào dòng nước mát lạnh của hồ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bây giờ này chúng ta đã kết thúc hành trình tham quan cái hồ Tà Bạ, một nơi được mệnh danh là tuyệt tình cốc của tỉnh An Giang. Thì Thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh YouTube Thành Tourbot. Hẹn gặp lại các bạn những video vlog tiếp theo. Bye bye. Bây giờ chúng ta chạy ra thị trấn Chi Tôn lại nha các bạn. Sẽ vẫn mãi mãi yêu nhau, dẫu cho vật đôi sao rời.